Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 103 ngày 3 làm vinh hiển danh Chúa. Kinh Thánh Giăng đoạn 17 câu 1 đến câu 10. Câu ghi nhớ Giăng đoạn 17 câu 5: Cha ơi, bây giờ xin lấy sự vinh hiển con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển con nơi chính mình Cha. Cha ơi, bây giờ xin lấy sự vinh hiển con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển con nơi chính mình Cha. Chúng ta đọc Kinh Thánh ở trong Giăng đoạn 17 câu 1 đến câu 10. Kinh Thánh Tân Ước trang 109-110. Đức Chúa Giêsu phán như vậy, đoạn ngước mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, giờ đã đến. Xin làm vinh hiển con, hầu cho con cũng làm vinh hiển Cha. Và nhân quyền phép Cha đã ban cho con cai trị loài xác thịt, con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà Cha đã giao phó cho con. Và sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giêsu Christ là đấng Cha đã sai đến. Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Cha ơi, bây giờ xin lấy sự vinh hiển con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển con nơi chính mình Cha. Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao cho con từ giữa thế gian. Họ vốn thuộc về Cha, Cha giao họ cho con và họ đã giữ lời Cha. Hiện nay họ đã biết rằng mọi sự Cha đã giao cho con đều là từ Cha mà đến. Vì con đã truyền cho họ những lời Cha đã truyền cho con và họ đã nhận lấy, nhìn biết quả thật rằng con đến từ nơi Cha và tin rằng ấy là Cha sai con đến. Con vì họ mà cầu nguyện, chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ Cha đã giao cho con, bởi chưng họ thuộc về Cha. Phàm mọi điều thuộc về con tức là thuộc về Cha, mọi điều thuộc về Cha tức là thuộc về con, và con nhân họ được tôn vinh. Câu ghi nhớ chúng ta ở trong câu số 5. Số 5 chúng ta tô màu nhé. Câu số 5: Cha ơi, bây giờ xin lấy sự vinh hiển con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển con nơi chính mình Cha. Cha ơi, bây giờ xin lấy sự vinh hiển con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển con nơi chính mình Cha. Trong phần tìm hiểu, vinh hiển của Chúa Giêsu có nơi Chúa Cha có trước khi chưa có thế gian. Trước khi chưa có thế gian. Có nghĩa là sự vinh hiển của Chúa Giêsu đã có nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời đó trước khi có thế gian. Trước khi dựng nên thế gian thì Chúa Giêsu đã được vinh hiển ở trong Đức Chúa Cha rồi. Chúa Giêsu làm vinh hiển danh Cha do làm xong. Làm xong gì? Chúng ta xem ở trong Kinh Thánh. Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Chúa Giêsu làm vinh hiển danh Cha do làm xong công việc Cha giao. Nghĩa là gì các em?
việc làm. Chúa Giêsu làm vinh hiển danh Cha do làm xong công việc Cha giao, nghĩa là việc làm. Chúa Giêsu luôn làm mọi việc theo lời Cha để tôn vinh danh Cha. Sống và làm vinh hiển danh Chúa là trách nhiệm và bổn phận của người tin Chúa. Thực hành, em quyết tâm làm theo lời dạy của Chúa, không để người đời chế nhạo danh Chúa. Điều em đã thực hiện để danh Chúa được vinh hiển là: em làm gì để danh Chúa được vinh hiển? Ví dụ như là nghiêm túc lúc làm bài thi nè. Ví dụ như là khi làm bài thi thì nhiều người quay bài copy, nhưng mà mình không có làm như vậy chẳng hạn. Hoặc là mình không có nói dối, hay là mình không có ăn cắp, không có đánh nhau, mà mình yêu thương người khác, hòa nhã với mọi người, hay là gì đó mình ghi ra đây. Ghi ra những cái điều mà khi mình làm điều đó thì làm sáng danh Chúa, mình ghi ra đây. Và ở đây có hình ảnh của một bạn thiếu nhi ngợi khen Chúa, làm sáng danh Chúa. Mình ghi ra lời cầu nguyện á: xin Chúa giúp em sống đẹp lòng Cha trên trời để làm sáng danh Chúa. Thưa Chúa, con ngợi khen Chúa là đấng vinh hiển, xin Chúa giúp con sống đẹp lòng Cha trên trời để làm sáng danh Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nha. Thưa Chúa, con ngợi khen Chúa là đấng vinh hiển. Xin Chúa giúp con sống đẹp lòng Cha trên trời để làm sáng danh Chúa. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi, để chúng ta luôn làm vinh hiển danh Chúa qua đời sống của chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.